Dạ, em Hương chào cả nhà mình nhé. Các bác xem được video này thì hãy nhanh tay gọi luôn cho em Hương đi ạ. Các bác đã nhớ số điện thoại của em Hương chưa? 0359014200 là số của em nhé. Hôm nay giới thiệu hai cái mẫu bếp, một của Rinnai và Paloma cho các bác lựa chọn luôn ạ. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp, thấy bếp đẹp thì cho em Hương xin một nốt like. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em một nốt đăng ký kênh ạ. Hôm nay em Hương giới thiệu đến cả nhà hai chiếc bếp của hai thương hiệu nổi tiếng nhất của Nhật Bản các bác nhé, Rinnai và Paloma. Rinnai và Paloma thì nó đã rất là nổi tiếng rồi, không cần phải giới thiệu nhiều, các bác cũng biết đúng không ạ? Rồi, các bác nhanh tay liên hệ em Hương thì mới còn bếp, không là sẽ không còn bếp đâu các bác nhé. Đây là chiếc bếp bên tay phải này, là của Rinnai đây ạ. Đây, các bác chụp cái màn hình lại và gửi lại bếp để em Hương sẽ báo giá và giới thiệu kỹ hơn về bếp các bác nhé. Đây là mã 01 của Paloma. Đầu tiên em Hương sẽ đi vào cái chiếc bếp mã 01 này trước đi ạ. Rồi, lửa rất là xanh này cả nhà. Đấy, lửa rất là xanh đúng không ạ? Các bác nhìn thấy ngọn lửa nó xanh như thế này thì sẽ không có lo nó bị đen nồi cả nhà nhé. Những cái chiếc bếp mà các bác nấu nó bị đen ấy thì là do lửa nó quá đỏ hoặc quá vàng. Cần gạt lửa to nhỏ đây ạ. Đấy, nhỏ này. Đây, to này, nhỏ đây các bác nhé. Hiện tại em Hương đang test cái tính năng an toàn của bếp, đó là tính năng cạn nước tắt bếp. Các bác hãy cùng em Hương theo dõi hết video để xem cái chiếc bếp ga Nhật này nó thông minh như thế nào nhé. Tại vì sao nó được gọi là bếp ga thông minh? Cái chiếc bếp này thì nó được thiết kế với hai bếp nấu và một bếp nướng ạ. Hai bếp nấu đặt gương ở phía trên. Cái chiều dài của bếp nó là khoảng tầm 59 cả nhà nhé. Em xin lỗi, 59 ạ. Còn chiều rộng của bếp nó là 38. Đấy, chiều cao mà tính đến chân kiềng này nó là 23. Kích thước bếp nó là như thế để cho các bác lựa chọn hai chiếc bếp đều kích thước giống nhau cả nhà nhé. Cái này là phím 3S ạ. Các bác ấn và giữ 3 giây để kích hoạt cái tính năng này lên. Cái phím này sử dụng để làm cái gì? Cái phím này sử dụng khi mà chúng ta rang đồ khô hoặc là các bác chiên rán nhiệt độ cao ấy, lửa nó bị tắt thì các bác bật nó lên. Còn nếu như bình thường thì mình không cần kích hoạt cái tính năng nào này lên đâu. Mình cứ nấu bình thường như bếp ga của mình thôi. Nhưng mà các bác không có sợ nó bị cháy nồi nữa. Khi mà nhiệt độ lên đến 250 độ C đấy, khi các bác kho cá, kho thịt mình quên đi thì bếp cũng sẽ tự động tắt bếp thôi, rất là an toàn. Trong lúc đợi chờ cái chiếc bếp ga này tắt bếp thì em Hương sẽ cho cả nhà theo dõi cái khay nướng và vị nướng nhé. Rất là đẹp đây cả nhà này. Chiếc bếp này nó cũng giống như là cái chiếc bếp bom hàng của em Hương đấy. Nhưng mà cái chiếc bếp này nó có thêm một tính năng nữa, đó là có cái tính năng 3S cả nhà nhé. Rất là tiện trong những cái chiếc bếp mà có cái tính năng này. Đây là lò nướng ạ. Phía trong này thì nó cũng sạch sẽ thôi, không có gì sét hay là vết oxy hóa gì đâu. Đây, nhà em Hương có phủ bóng 2K này, phủ bóng 2K và có phun cái lớp chống dỉ sét cho cả nhà rồi. Các bác thấy không ạ, lửa rất là xanh đúng không? Trên nấu dưới nướng, cái bếp trái đã tắt rồi nhá. Trên nấu dưới nướng cùng một cái thời gian đấy thôi. Rồi bếp phải cũng tắt luôn ạ. Cùng một cái thời gian nấu nướng thôi nhưng mà mình đã chế biến được rất là nhiều món ăn cho gia đình của mình rồi. Những bác nào mà thích ăn đồ nướng ấy thì các bác mua cái chiếc bếp này về rất là tiện luôn cả nhà ơi, không cần phải đi ra hàng ra quán đâu. Khi mà buổi sáng thì mình có thể nướng bánh mì này, nướng xúc xích, nướng trứng để cho con mình ăn buổi sáng hay buổi tối khi các bác muộn rồi cũng không phải ra hàng ra quán. Mình sử dụng ngay cái chiếc bếp này để mình nướng thôi. Em Hương sẽ test lửa cho các bác thấy là bếp đã khóa ga rồi ạ. Đây cả nhà nhá, em Hương sẽ tắt lửa lò nướng đi. Bếp hiện tại em Hương vẫn đang còn bật đây này. Các bác có thấy phản quang đây không ạ? Phản quang đây, bây giờ em tắt bếp nhá. Khi mà em tắt bếp thì đèn nó cũng sẽ không sáng ở đây nữa đâu. Một chiếc bếp rất là thông minh, vừa báo hiệu khóa ga về bằng âm thanh và báo khóa ga bằng đèn báo luôn. Cái kiềng của nó là bằng thép không dỉ các bác nhé. Những cái dòng kiềng của Paloma thì nó rất là dày dặn và chắc chắn. Đây ạ, kiềng bằng thép không dỉ đây cả nhà. Còn cái bếp chia lửa của nó là bằng đồng nguyên khối. Hai cái chiếc bếp này chiếc nào cũng đẹp hết. Thực ra thì Rinnai hay là Paloma nó gọi là các cái thương hiệu khác nhau, cũng giống như là Honda hay là Yamaha trong các hãng xe máy của mình thôi các bác ạ. Tự dưng em Hương lại quên mất. Chứ thực ra thì các cái dòng sản phẩm của người Nhật như thế này thì nó luôn làm hài lòng người tiêu dùng cả về công năng này, mẫu mã. Còn chất lượng thì không phải bàn rồi đúng không? Đấy, cái chiếc bếp này em Hương sẽ test thêm cho cả nhà thấy cái tính năng đó là gió thổi tắt bếp ạ. Một chiếc bếp rất là tuyệt vời, an toàn, tiết kiệm. Sử dụng cái dòng bếp này các bác có thể tiết kiệm được đến 30% ga nhé. Nếu như mà một năm mình thay 4 bình thì bây giờ chuyển sang dùng cái dòng này mình chỉ cần thay 3 bình nữa thôi. Tiết kiệm ga là tiết kiệm tiền rồi đúng không ạ?
không bị cháy nồi nữa, cũng là tiết kiệm tiền rồi. Một chiếc bếp an toàn và tiết kiệm như vậy mà giá thì chỉ hơn bếp Việt Nam một chút xíu thôi. Chiếc bếp này em Hương bán là 1,8 triệu cả nhà nhé. Hai chiếc bếp đều bán với giá là 1,8 triệu hết ạ. Rồi, bếp đã khóa ga rồi, bây giờ em Hương sẽ test lửa cho cả nhà thấy ạ. Nếu như mà bếp nội của mình dùng ấy không may có sự cố xảy ra mà test lại ga như thế này thì lửa nó sẽ bùng lên, và khi ga nó không được khóa nó rò rỉ ga ra, nhất là vừa tốn ga này, thứ hai là rất là nguy hiểm đúng không? Không may có tàn thuốc lá hoặc là tàn diêm như vậy thì sẽ xảy ra những cái hiện tượng là cháy nổ rất là đáng buồn. Một chiếc bếp thì giá chưa đến 2 triệu đâu, nhưng mà một căn bếp, một căn nhà của mình nó phải gấp chục lần, trăm lần và thậm chí là hàng ngàn lần như thế các bác ạ. Đừng có vì 100,000-300,000 gì đấy mà không đầu tư cho gia đình một cái chiếc bếp an toàn và tiết kiệm như thế này nhé. Bây giờ em Hương sẽ sang cái chiếc bếp Rinnai ạ. Tiếp theo đây là một chiếc bếp của hãng Rinnai cả nhà nhé. Các bác thấy ngọn lửa có xanh không ạ? Có tuyệt vời không ạ? Nó hơi gọi là gợn gợn đỏ một tí là do hôm nay Thanh Hóa em mưa nồm ẩm nên là nó như vậy thôi, còn không có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của ngọn lửa hết các bác nhé. Những bác nào mà xem được cái video này thì gọi luôn cho em Hương đi ạ, 0359014200. Các bác mà gọi hơi muộn một tí là các bác sẽ không có mua được cái chiếc bếp đẹp này đâu. Em Hương nói thật đấy, em Hương không phải là bán hàng mà em Hương nói như vậy để các bác mua hàng của em Hương đâu. Mua hàng ở đâu cũng được, miễn sao là mình thấy giá tiền nó hợp lý và chất lượng nó thì vẫn luôn tốt nhất. Cái chiếc bếp mã B2 này, mã 02 này em Hương cũng bán cho cả nhà với giá là 1,8 triệu cả nhà nhé. Quay thành vách để cho cả nhà theo dõi này. Đây, bây giờ em sẽ tắt bếp đi, bật lại để cho cả nhà nhìn thấy cái bo lửa nó đẹp như thế nào. Những cái chiếc bếp và trời ơi quá tuyệt vời luôn, không đông à, đúng không cả nhà? Nói nhiều quá, nói lắp luôn đấy các bác ạ. Chiếc bếp đời không cao, đời nó chỉ 2012 thôi, nhưng mà nó gọi là đẹp xuất sắc. Bây giờ em Hương sẽ tiếp tục test cái tính năng an toàn của bếp, đó là cạn nước tắt bếp để cho cả nhà cùng theo dõi nhá. Lửa rất là đẹp đúng không cả nhà? Đây ạ. À, mặt này nó cũng là mặt men được phun lớp sơn 2K lên trên đây, bảo vệ cho cái lớp men của mình nó được bền thôi. Đấy, rất là đẹp, mặt không có bị chảy xước gì cả nhà nhé. Đây, RKGE660. À, đây là phím 3S ạ, các bác ấn và giữ giúp em Hương 3 giây để kích hoạt cái tính năng này lên. Đấy, cần gạt lửa to nhỏ nhé. Cần gạt lửa to nhỏ đây ạ, khi mà chiên rán lâu hoặc là rang đồ khô thì các bác bật lên, còn nếu mà nấu nướng bình thường thì mình không cần bật lên nó lên đâu. Các bác nhớ là ấn và giữ 3 giây ạ. Rồi bếp bên phải đã tắt rồi nhá. Chứ mà các bác ấn không như thế này thì mình sẽ không có kích hoạt được cái tính năng này lên đâu ạ. Rất là nhanh đúng không cả nhà? Tại vì cái nồi em vừa mới test cái bếp kia xong nên là nó cũng đang nóng sẵn, nó rất là nhanh. Kiềng của cái chiếc bếp này bằng bếp không thép không gì đấy ạ. Còn là bếp trên lửa của nó thì là bằng nhôm hợp kim nhé. Những cái dòng bếp nhôm hay bếp đồng thì nó đều bền hết, cả nhà không có lo đâu. Rồi trong lúc đợi chờ cái chiếc bếp bên trái tắt thì sẽ cho cả nhà, trời ơi, khay nướng và vị nướng còn rất là mới luôn đấy các bác ạ. Hơn chục năm rồi, nhưng mà cái người chủ đầu tiên người ta sử dụng cũng rất là ít thôi. Vị nướng thì bằng inox, còn khay nướng thì có mạ chống dính này. Có lưu ý cho các bác một chút xíu, đó là khi nướng thì cả nhà cho em Hương một ít nước xuống dưới này nhé. Đấy, để mình lúc vệ sinh nó không có bị dính đồ ăn, mình vệ sinh nó sẽ sạch sẽ hơn. Tiếp theo là cái lò nướng ạ. Rất là đẹp đúng không mọi nhà, nó cực kỳ xanh luôn. Nó rất là xanh. Phía dưới này thì nhà em cũng đã bao lưới chống chuột cho các bác rồi nhá. Nhận bếp về thì mình chỉ việc cắm dây ga vào và sử dụng thôi, không có gì là khó khăn hết đâu. Đấy, các bác lưu ý này, khi mà các bác nhận bếp ấy thì các bác mở cái van ga này ra. Các bác mở nó ra nhá, mở xong các bác ấn thế này 2-3 lần để cho ga nó được thông. Đấy, để cho ga nó được thông. Rồi mình lắp pin vào. Mình lắp một đôi pin này là nhà em Hương đã gọi là tặng cho các bác luôn rồi. Mình lắp pin vào, sau đấy mình cắm cái ống ga vào cái phía sau thôi. Nó cực kỳ là đơn giản luôn, không có gì gọi là khó khăn hết cả đâu. Bếp bên trái cũng đã tắt rồi cả nhà nhé. Bếp tắt sau khi được cái tính năng là cạn nước tắt bếp như thế này thì sau khi bếp tắt, bếp cũng sẽ tự động khóa ga luôn ạ. Đây, đã khóa ga cả nhà nhé. Bây giờ em sẽ bật lại bếp và test các cái tính năng
đó là tính năng gió thổi tắt bếp nhé. Cho cả nhà xem cái chiếc bếp ga này nó an toàn như thế nào. Đây. Em sẽ gạt nó nhỏ lại này. Một chiếc bếp rất là đẹp các bác ạ. Rồi, đối với tính năng là gió thổi như thế này thì bếp mất khoảng tầm 15 giây mới khóa ga, chứ bếp cũng sẽ chưa có khóa ga luôn, giống như tính năng là cạn nước tắt bếp đâu. Các bác đợi cùng em Hương một chút xíu nhé. Đấy, mặt mũi cũng rất đẹp mà lửa cũng rất đẹp, cơ bản là các cái tính năng an toàn thôi. Giá thì chỉ 1,8 triệu thôi, hơn cái chiếc bếp Việt Nam một chút xíu. Đấy, các bác có nghe âm thanh khóa ga không ạ? Đã khóa ga rồi đấy. Hơn vài trăm so với cái chiếc bếp Việt, nhưng mà mua cái chiếc bếp này là các bác đã mua cái sự an toàn, mua cái sự tiết kiệm về cho gia đình của mình rồi đúng không? Rất là tuyệt vời, an toàn, tiết kiệm mà giá lại cực kỳ ưu thương luôn. Những cái chiếc bếp này mới thì các bác mua nó phải gần chục triệu cả nhà nhá, 8-9 triệu. Nhưng mà mua hàng bãi thì nó chưa đến 2 triệu đâu. Gọi là không có gì để phải suy nghĩ về giá. Còn về các tính năng thì em cũng đã test rồi đấy. Nếu bác nào mà quan tâm về cái mẫu bếp nào, Paloma hay là Zinai thì đều là rất là tốt cả nhà nhá. Đấy, mình thích cái mẫu mã nào và mình thích cái hình thức nào thì mình chọn thôi. Rồi, em Hương xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. 0359014200 là số của em Hương. Các bác vào xem kênh thì cho em xin một like nhé. Đấy, các bác thấy video hữu ích thì các bác cho em một like. Còn bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em một đăng ký kênh, để mỗi lần em Hương lên video các bác sẽ là người nhận cái thông báo mới nhất ạ. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai của em Hương ạ.